Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tưởng niệm 54 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát. Vào ngày này, 54 năm về trước, tại làng quê Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, chỉ trong một buổi sáng, 504 người dân Sơn Mỹ, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, đã bị lính Mỹ sát hại. Sau buổi sáng kinh hoàng ngày 16 tháng 3 năm 1968, vụ sát hại dân thường ở Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên trái đất. Thảm sát Sơn Mỹ không phải là vụ việc duy nhất, nhưng là một vụ dã man, tàn bạo mà các thế lực hiếu chiến đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam. Cũng như mọi năm, ông Billy Kelly, một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, đã gửi 504 bông hồng tượng trưng cho linh hồn của 504 thường dân Sơn Mỹ. 54 năm kể từ sau vụ thảm sát, người dân Sơn Mỹ đã gây dựng lại cuộc sống mới. Nỗi hận thù cũng đã được xoa dịu, nhưng nỗi đau và sự mất mát thì vẫn cứ kéo dài dai dẳng. Lễ tưởng niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ tiếp tục truyền gửi thông điệp hòa bình cho toàn nhân loại bằng cụm từ hòa bình là nền tảng lâu dài cho một tương lai bền vững. Chuyển sang những nội dung khác. Mở rộng điều tra giai đoạn 2, đại án vi phạm quy định về đầu tư xây dựng, công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Mai Tuấn Anh, cựu Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, 6 người khác bị khởi tố tạm giam gồm Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào đều là cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, Nguyễn Tiến Thành, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án, Đỗ Ngọc Ân, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, Hà Văn Bình, cựu Phó Giám đốc phụ trách gói thầu. Theo điều tra, các bị can đã buông lỏng quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình tổ chức thi công. Bên cạnh đó, các bị can còn xác nhận nghiệm thu nhiều gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án trên. Hậu quả khiến công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Lạm phát đẩy giá bất động sản đang tạo sức ép lớn cho các doanh nghiệp trong ngành. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Bất động sản mùa xuân thường niên lần 2 do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Theo các đại biểu, 2 năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, xã hội của đất nước. Trong khó khăn, cùng với các ngành kinh tế khác, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã vượt khó, chủ động thay đổi, tái cấu trúc mạnh mẽ, thực hiện chuyển đổi số, tăng tốc hoàn thành dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong hiện tại và dài hạn, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, lạm phát đẩy giá bất động sản tăng lên, nên bất động sản năm 2022 sẽ khá khắc nghiệt. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của các doanh nghiệp, sự hoàn thiện thể chế pháp luật trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đó giảm chi phí cho sản phẩm. Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã vinh danh các top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu thị trường bất động sản năm 2021 với các hạng mục nhà phát triển bất động sản hàng đầu, nhà phát triển bất động sản tiềm năng, nhà phát triển bất động sản công nghiệp, sàn giao dịch tốt nhất. Đây là kết quả bình chọn bởi 500.000 độc giả trên hệ thống realtimes.vn và hội đồng bình chọn trực tiếp gồm các chuyên gia. Tối ngày 15 tháng 3, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn hiệu quả bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tới một số địa phương trong nước và 94 đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn. Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi thông tin và thống nhất các biện pháp để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai khẩn trương hiệu quả chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, quyết định mở cửa du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định Việt Nam mở cửa hoàn toàn giao lưu và giao thương quốc tế như giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Thì tôi nói tinh thần của Chính phủ, và trực tiếp là tôi đã họp nhiều lần và chỉ đạo, như tôi nói ban đầu là chúng ta sẽ không phân biệt người nước ngoài và người trong nước. Đối với khách hàng không vào ấy là về cơ bản hàng không quy định trước khi lên máy bay là phải xét nghiệm, thì đã vào đây rồi coi như người Việt Nam. Với khách đường bộ và đường thủy thì vì nhiều khi đường thủy người ta đi cả tháng trên biển, nó không như máy bay hay đường bộ,
thì có thêm một số cái quy định để đảm bảo rằng vào đây là chưa bị nhiễm, còn nếu không may vào mà nhiễm rồi thì phải xử lý như người nhiễm. Còn với hàng không thì tôi nói tinh thần chỉ đạo là như vậy. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho biết, các nước hoan nghênh chủ trương kịp thời đúng lúc của Việt Nam về mở cửa du lịch quốc tế, đánh giá cao kết quả kiểm soát và thích ứng với dịch bệnh của Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai rất hiệu quả chiến lược tiêm chủng. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chính trong giai đoạn khó khăn trong 2 năm qua đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, cơ hội phục hồi mở ra, thì chúng ta kế thừa tất cả những gì chúng ta đã hợp tác thật tốt với nhau trước đây và bây giờ tiếp tục. Chúng ta làm tốt hơn với một tinh thần là qua cái lúc khó khăn rồi, thì bây giờ chúng ta làm để bù lại cái khoảng thời gian mà chúng ta khó khăn vừa rồi. Và muốn thế thì chỉ có một cách là tất cả chúng ta phải cùng nhau. Tất cả các khâu từ xúc tiến cho tới sản phẩm, cho tới tạo môi trường du lịch, và tất cả các gọi là những người trong cuộc, từ nhà nước cho đến doanh nghiệp lớn và người dân, thì chúng ta cùng nhau. Chính sách mở cửa được triển khai trên tinh thần áp dụng tối thiểu nhất các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn cho tất cả người dân, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài. Và trong thời gian tới, các chương trình về xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam sẽ được tập trung triển khai để thu hút du khách. Ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón hơn 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022. Thưa quý vị, cũng trong tối qua, Bộ Y tế công bố hướng dẫn mới nhất về quy định phòng chống dịch với người nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, người nhập cảnh Việt Nam cần kết quả xét nghiệm nCoV âm tính bằng real-time PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế, sử dụng PC-COVID và không phải cách ly. Cụ thể, đối với khách đi máy bay cần kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh bằng phương pháp real-time PCR hoặc real-time LAM. Phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cũng được công nhận, có giá trị trong 24 giờ trước khi xuất cảnh. Người nhập cảnh đường bộ, đường thủy, đường sắt áp dụng quy định tương tự. Những người chưa có xét nghiệm thì trong 24 giờ đầu khi nhập cảnh, từ cửa khẩu về nơi lưu trú, khách sạn, nhà riêng, cần hạn chế dừng tiếp xúc với người khác. Sau khi có kết quả âm tính, họ có thể tự do đi lại. Trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm và đi theo bố mẹ. Trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, khách cần tự theo dõi sức khỏe và báo với cơ sở y tế gần nhất nếu có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành thêm các hướng dẫn chi tiết trong quá trình lưu trú tại Việt Nam đối với du khách. Không chỉ chất vấn về vấn đề xăng dầu, vấn đề ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu trong thời gian qua cũng là vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong phiên họp sáng nay. Các đại biểu cũng đã yêu cầu người đứng đầu Bộ Công Thương đưa ra giải pháp căn cơ giải quyết vòng luẩn quẩn ùn ứ nông sản trong nhiều năm qua. Tình trạng ùn ứ hàng ngàn container nông sản tại các tỉnh phía Bắc ngay đầu năm 2022 là vấn đề được nhiều đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm rõ trong phiên chất vấn sáng nay. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã liên tục phối hợp với các ngành, địa phương để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, khuyến cáo cũng như cảnh báo đối với các doanh nghiệp, tổ chức và thương nhân. Nhưng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu vẫn diễn ra. Vậy xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên. Việc ùn ứ hàng hóa thì nguyên nhân thứ nhất là do cái Trung Quốc thực hiện cái chính sách zero covid. Thứ hai nữa là hàng hóa nông sản của Việt Nam xưa nay thì nếu mà bán qua biên giới thì cũng chủ yếu là xuất khẩu theo cái đường tiểu ngạch. Thế mà cái sản phẩm mà xuất sang bên đó thì chủ yếu là sản xuất không theo cái quy hoạch và cũng không đạt được cái tiêu chuẩn, cho nên là cũng bị ùn tắc. Cái hàng hóa ùn ứ như thế cho thấy là cái chiến lược sản xuất và tiêu thụ nông sản chúng ta rõ ràng là còn luẩn quẩn và có nhiều bế tắc. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ có giải pháp gì mang tính căn cơ và đặc biệt là tham mưu chính phủ có giải pháp mang tính chiến lược thế nào để bảo đảm và thúc đẩy lưu thông hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu nhằm thích ứng với cái tình hình hiện nay. Bộ đã tham mưu cho Chính phủ là có cái chỉ đạo để thống nhất về quan điểm là trao đổi với Bộ Đối tác Trung Quốc để xây dựng một cái quy trình thông quan, trước hết là thành lập một cái vùng xanh an toàn cho hàng hóa, thứ hai là thống nhất cái quy trình để mà giao nhận hàng hóa ở biên giới cho nó thuận lợi, đồng thời là chỉ đạo các cái tỉnh có cửa khẩu đấy là phải
hỗ trợ đối với các chủ hàng, các phương tiện vận tải. Và Bộ trưởng có thể trao đổi thêm về vấn đề tại sao mà khi cứ có giao thiệp thì cửa đóng hoặc cửa mở, mà khi không thì lại đóng. Thì cái câu chuyện nó nằm ở đâu? Thì Bộ trưởng có thêm cái giải pháp. Đúng ra là đóng mở cửa khẩu là việc của ngoại giao. Hàng nông sản đạt tiêu chuẩn hay không thì không chỉ là trách nhiệm của ngành công thương. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là đã phù hợp với nhau rất tốt. Chúng tôi với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp là phù hợp với nhau rất tốt, cho nên là cũng đã giải quyết được cái bài toán này. Thì những ngày tới thì chúng tôi nghĩ rằng là cái giao thiệp vẫn phải duy trì. Dẫu sao thì cái việc này vẫn là cần thiết. Ngoại giao vẫn là trên hết. Khi không ngoại giao được thì phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Cái thứ nữa là tôi nghĩ rằng là thị trường Trung Quốc vẫn là một thị trường lớn. Và những cái nước từ rất xa người ta còn tìm đến Trung Quốc để bán hàng. Thì ta không có lý do gì thì không bán hàng. Các ngành sản xuất nói chung, đặc biệt là nông nghiệp, nông sản, thực phẩm đều phải cố gắng sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch. Đều phải cố gắng sản xuất bảo đảm các tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn ấy nó phải sát đến từng thị trường. Cùng với vấn đề ùn ứ nông sản, giá xăng dầu, vấn đề quản lý thị trường, bình ổn giá các mặt hàng nông sản, phòng chống hàng giả, hàng nhái cũng là nhóm vấn đề được các đại biểu ưu tiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương.